Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nhé. Và trên tay mình đây là bức tranh về một chú cá mập đang quàng khăn ăn và trên tay là dao và dĩa. Để chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Với chú cá mập này thì mình sẽ sử dụng màu hồng tím để tô màu cho cái phần lưng của chú cá mập của chúng ta nhé. Tiếp theo là cái phần thân đuôi và vây của chú cá mập này nhé. Và tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho cái khăn quàng này nhé.